Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ cảm ơn sếp Nhật Quỳnh. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thăm Má trên Ban Thoát mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý đạo hữu. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ. Thiện nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, nghiệp duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã lễ bái Tam Bảo. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Maxima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích Thượng Tọa Giác Đẳng, kinh số 150, kinh nói cho dân Nagara Windaya Sutta, phân đoạn từ 1197 đến 1198. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Những vị Bà La Môn ở trong văn hóa Bà La Môn giáo có hai khái niệm: thanh tịnh và ứng cúng được xem là đỉnh điểm. Chỉ có Phạm Thiên hay Thượng Đế mới thanh tịnh tuyệt đối. Chỉ có đấng thanh tịnh tuyệt đối mới gọi là bậc ứng cúng. Ở bài kinh này, Đức Phật Ngài biết những vị Bà La Môn gia chủ ở Nagara Windaya
là những người được nói đến nhiều về cái bậc ứng cúng. Và do đó khi mà Đức Phật Ngài đi đến đó, họ đến ý kiến Đức Phật, thì Đức Phật đã biết rõ tâm tư của họ, sẽ có thể lãnh hội được những điều, những gì mà Đức Phật Ngài nói. Cho nên Đức Phật Ngài mới nêu ra vấn đề: nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi các ngươi như sau, những bà la môn, những sa môn bà la môn nào không đáng tôn trọng, không đáng cung kính, không đáng cúng dường, thì các ngươi phải trả lời: là những vị bà la môn, sa môn không có ly tham, ly sân, ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, cử nghiệp, ý nghiệp có khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Như vậy thì những người đó không đáng để cung kính tôn trọng, để lên cúng dường. Bởi vì đối với chúng tôi là những người cư sĩ thì cũng là không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành có khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Thì các vị sa môn bà la môn ấy có hơn gì cái sở hành của chúng tôi? Đó là Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho cái cách họ đã trả lời. Và Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết pháp cho họ nghe về cái sự nhận thức những bậc ly tham, ly sân, ly si. Và nghe xong họ có cái sự quan hỷ. Bài kinh thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng là một bài học mà chúng ta nên có tác ý, để khi mà có ai chất vấn chúng ta thì chúng ta biết cách để chúng ta trả lời cho nó thích hợp và đúng pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy. Trước khi chúng ta cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư, thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó xin cung thỉnh để Đức Pháp Tính vị giảng sư của ngày thứ sáu sẽ thuyết giảng ý nghĩa bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân ngài Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây thì con xin đọc chánh kinh thứ sáu. Alo. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Dạ, con xin được đọc chánh kinh thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phân đoạn chú thích Thượng Tọa Giác Đẳng. Kinh nói cho dân Nagara Windaya Sutta, phân đoạn 1197 đến 1198. Dẫn nhập Thượng Tọa Tuệ Siêu, giảng sư Đại Đức Pháp Tính, điều họp thảo luận Thượng Tọa Giác Đẳng. 150, kinh nói cho dân Nagara Windaya Sutta, phân đoạn và chú thích. Như vậy tôi nghe khi ghé ngang làng Nagara Winda, Đức Thế Tôn đã dạy cho những người bà La Môn ở đó một cách trả lời khi được hỏi bởi các du sĩ ngoại đạo thế nào là một người đáng được cúng dường,
lời dạy của Đức Phật vừa là sự hướng dẫn cách trả lời, vừa là để người nghe lãnh hội thế nào là sự thanh tịnh nội tại. Hai khái niệm thanh tịnh và ứng cúng được xem là đỉnh điểm của văn hóa Bà La Môn giáo. Chỉ có Phạm Thiên hay Thượng Đế mới thanh tịnh tuyệt đối, chỉ có đấng thanh tịnh tuyệt đối mới được gọi là bậc ứng cúng. Những Bà La Môn trong làng Nagara Winda vốn có túc duyên lại ngưỡng kính Đức Phật. Khi nghe giảng dạy về sự không chấp trước đối với căn, cảnh và thức thì phát tâm quy y Tam Bảo. 1197. Bậc đoạn tận phiền não là bậc đáng cúng dường, để phiền não được đoạn tận cần thực tu, thực chứng. Phần chú thích, tôn giáo thường nhấn mạnh ở niềm tin và lý tưởng. Đức Phật dạy rõ con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát y cứ trên sự thực hành cụ thể. Chánh kinh, một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Nagara Winda. Các Bà La Môn gia chủ ở Nagara Winda được nghe như sau. Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ gia tộc Sắc Cá Thích Ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo và đã đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Nagara Winda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, lành thai nếu được ý kiến một bậc A-la-hán như vậy. Rồi các vị bà la môn gia chủ ở Nagara Winda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Một người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người nói lên tên họ trước Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người im lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với những bà la môn gia chủ ở Nagara Winda đang ngồi một bên. Ô này gia chủ, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: này gia chủ, hạng sa môn, bà la môn nào không đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường, được hỏi như vậy? Này các gia chủ, các du sĩ ngoại đạo ấy cần được trả lời như sau: những sa môn, bà la môn nào đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không thanh, không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Những sa môn bà la môn như vậy không đáng cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Nhưng tôi thấy nhưng chúng tôi không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các tôn giả sa môn bà la môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Những vị bà la môn, những vị sa môn bà la môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân, đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Các sa môn bà la môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì cớ sao? Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, không khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Nhưng chúng tôi không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các vị sa môn bà la môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo.
Nhưng này các gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Này các gia chủ, hạng sa môn, bà la môn nào đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường? Như khi được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông có cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau? Các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Những sa môn, bà la môn nào đối với các sắc do mắt nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, các sa môn bà la môn như vậy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp trên thì thăng bằng, khi thì thăng bằng, khi không thăng bằng. Nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy các sa môn, sa môn ấy đáng được tôn trọng, kính, đảnh lễ, cúng dường. Những sa môn, bà la môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, đối với các hương do mũi nhận thức, vân vân, đối với các lụy do lưỡi nhận thức, vân vân, đối với các xúc do thân nhận thức, vân vân, đối với các pháp do ý nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, những sa môn bà la môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy những sa môn bà la môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Khi được hỏi như vậy, các gia chủ, này các gia chủ, hãy trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. Này các gia chủ, nhưng nếu du sĩ ngoại đạo ấy hỏi các ông như sau: Căn cứ gì về các tôn giả ấy? Do truyền thống gì các vị ấy nói về các tôn giả ấy như sau? Chắc chắn các tôn giả ấy là ly tham, hay đang đi trên con đường điều phục tham, hay ly sân, hay đang đi trên con đường điều phục sân, hay ly si, hay đang đi trên con đường điều phục si. Như khi được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Các tôn giả ấy sống tại các trú xứ xa vắng, trong các khu rừng nhàn tịnh, nhưng tại các chỗ như vậy không có các sắc do mắt nhận thức để họ có thể thấy, và sau khi có lòng thích thú, nhưng tại các chỗ như vậy không có các tiếng do tai nhận thức để họ có thể nghe, và sau khi nghe có lòng thích thú, nhưng tại các chỗ như vậy không có hương do mũi nhận thức để họ có thể ngửi, và sau khi ngửi có lòng thích thú, nhưng tại các chỗ ấy như vậy không có các vị do lưỡi nhận thức họ có thể nếm, sau khi nếm có lòng thích thú, nhưng tại các chỗ như vậy không có các xúc do thân nhận thức để họ có thể cảm giác, và sau khi cảm giác có lòng thích thú. Chư hiền giả, do căn cứ này, do những truyền thống này mà chúng tôi nói về các tôn giả ấy như sau: Thật vậy, chư tôn giả ấy ly tham, hay đang đi trên được con đường nhiếp phục tham, hay ly sân, hay đang đi trên con đường nhiếp phục sân, hay ly si, hay đang đi trên con đường nhiếp phục si. Khi được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. 1198. Hiểu đích xác cách trả lời cho người khác cũng là tìm được câu trả lời cho bản thân. Phần chú thích: Được hướng dẫn để trả lời đúng, nhưng từ câu trả lời, vị bà la môn hiểu được đối tượng xứng đáng được tôn kính cúng dường và quay về nương tựa chánh kinh. Khi nghe nói như vậy, các bà la môn gia chủ ở Nagara Winda nói với Thế Tôn: Thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc,
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày, và nay chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Nam mô Bích Tha Giá. Chánh kinh đến đây đã hết. Con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Sa thú Minh Thầy. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa Minh Thành, đại đức tuệ trì, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh có tựa đề là Nagarat Vindat. Thật sự thì theo chúng tôi nghĩ bài kinh này rất là có giá trị cho tất cả chúng ta, và phải nói rằng là nhất là một cái hàng cư sĩ. Là tại sao quý vị? Tại vì qua cái nội dung của bài kinh này làm cho chúng ta phân biệt được, chúng ta có một cái chánh kiến khi mà nhìn biết được con đường nào là con đường thanh tịnh, những người nào là những người thanh tịnh. Thành ra đó nó sẽ là một cái kiến thức rất là căn bản. Thì ở trong cái bài kinh này đó, là chúng ta thấy rằng là Đức Phật khi mà Ngài đi ngang chỗ cái làng Nagara Vindat. Đây là một cái làng của những vị Bà La Môn. Mà quý vị thấy rằng những vị Bà La Môn thì luôn luôn có cái sự, có cái khái niệm là thanh tịnh và ứng cúng là cái đỉnh điểm của văn hóa Bà La Môn. Thì chỉ có Phạm Thiên hay là Thượng Đế thì mới thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã biết được tâm ý của các vị Bà La Môn rồi đó, thì Đức Phật đã giảng giải cho những vị Bà La Môn này để không còn cái sự chấp trước đối với căn, đối với cảnh và đối với thức. Thì sau khi Đức Phật thuyết giảng xong thì những người Bà La Môn này đã quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có Đức Phật chứng minh. Vậy thì quý vị thấy rằng thường thường chúng ta thấy rằng là đối với ở trong tôn giáo thì thường nhấn mạnh về cái niềm tin và lý tưởng. Thành ra Đức Phật đã dạy cái con đường dẫn đến cái sự giác ngộ đó. Vậy thì quý vị thấy Đức Phật ở trong cái bài kinh này đó, Đức Phật đã dạy cái nội dung gì? Dạy cho các vị Bà La Môn, dân chúng ở Kosala, cái làng Nagara Vindat. Nếu mà các ngươi mà được những cái Bà La Môn hỏi các ngươi về những cái điều này thì các ngươi sẽ trả lời như thế nào? Đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã đưa ra từng vế, từng câu. Nếu mà những cái du sĩ ngoại đạo mà hỏi các ông, hỏi các chủ Bà La Môn nào, Sa Môn Bà La Môn nào đáng tôn trọng, đáng cung kính để đảnh lễ cúng dường, thì nếu mà được hỏi như vậy thì các du sĩ ngoại đạo ấy nếu mà hỏi như vậy thì các ngươi phải trả lời như thế nào? Thì Đức Phật đã dạy cho những cái vị này biết rằng là những Sa Môn Bà La Môn nào mà đối với sắc do mắt
nhận thức mà không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, có khi thì thăng bằng, có khi thì không thăng bằng, thì những sa môn như vậy thì không đáng cung kính, tôn trọng đảnh lễ cúng dường. Vì sao vậy? Vì chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức không ly tham, không ly sân, không ly si, vân vân. Thì ở đây là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là có những vị sa môn, bà la môn khi mà nhìn thấy mắt, nhìn thấy sắc, hoặc là tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ các pháp mà không ly tham, không ly sân, không ly si, rồi cái đối với thân khẩu ý mà nó thăng bằng, nó có khi không thăng bằng, thành ra cái những cái sa môn bà la môn đó không có đáng dường. Thì vậy thì những cái lời dạy của Đức Phật này là cho chúng ta thấy rằng là do những cái vị đó không có hộ trì được các căn, không có hộ trì được các căn đó. Cũng như bây giờ chúng ta thấy rằng là như ở trong trường hợp nào, ở có một cái bài kinh, có một cái những cái câu chuyện tiền thân đó, quý vị thấy rằng có một cái vị bà la môn nọ đó, khi mà đi khất thực, được gia chủ cúng dường một cái món canh, cúng dường một cái món canh, thì khi mà cái vị bà la môn đó đó dùng cái món canh đó đó, thấy ngon quá, ngon quá, cái mới hỏi gia chủ cái canh này thì nấu với cái gì mà ngon vậy đó. Thì cái vị gia chủ đó mới nói với cái vị bà la môn là bạch ngài, là con nấu cái loại canh này là do nấu với thịt của con kỳ đà, thịt của con kỳ đà đó. Thì ông bà la môn này đó, ông vừa nghe vậy đó thì ông nhớ đến liền, ông nhớ đến là coi như là mình thường thường á, mình ngồi mình tu á, thì ưa có con kỳ đà nó đến nó thăm đó. Thành ra đó khi đó đó ông trở về, ông trở về. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thì khi mà ông bà la môn này, ông trở về cái cốc liêu của ông á, ông ngồi ông tu tập, ông nhớ có cái con kỳ đà. Thành ra đó, ông nhớ rằng, ông biết rằng cái con kỳ đà ưa đến viếng thăm ông. Đó, thành ra ông đã thủ sẵn một cái cây gỗ ở ngoài xa, ở ngoài xa của ông. Thì lúc đó con kỳ đà nó đến nó thăm ổng á, thì lúc bấy giờ á con kỳ đà nó nhận thấy rằng là hôm nay á, ông này ông ngồi thiền mà cái bộ dạng của ổng hình như là có một cái điều gì mà nó lạ lạ, nó nghi nghi đó. Thành ra đó con kỳ đà đã cũng như là có cái sự chủ động rồi, có cái sự phòng ngừa rồi. Thì quý vị thấy rằng lúc đó đó cái ông bà la môn này đó, ổng vừa thấy con kỳ đà mà lú tí xíu như vậy, thì ổng mới cầm cái cây, cái khúc gỗ đó để khoan con kỳ đà liền, khoan con kỳ đà liền. Thì lúc đó con kỳ đà nó đã có cái sự mà phòng hộ trước rồi, thành ra nó đã né được qua một bên, rồi nó đã bỏ chạy. Thì từ đó trở đi nó không còn cái sự mà tín ngưỡng cái vị bà la môn nữa nữa. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này đó, là không thăng, có khi thăng bằng, có khi không thăng bằng là như thế nào. Có nghĩa là lúc đó cái vị này do nếm cái món canh đó rồi cảm thấy ngon, thành ra quý vị thấy rằng khi mà trở về đó, trong tâm của mình đó, luôn luôn muốn được dùng cái món canh đó nữa, luôn luôn có cái tâm thèm thuồng đó, thành ra nó mới khởi lên cái ý để mà giết cái con kỳ đà đó, rồi mới hành động bằng cái thân nghiệp của mình là giấu cái cây đó, rồi đem lấy cái khúc gỗ đó ra để mà chọi, để mà khoan cái con kỳ đà đó. Thành ra quý vị thấy qua một cái câu chuyện như vậy là chúng ta thấy rằng là coi như là đối với cái sự mà khi mà mắt thấy sắc,
tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ các pháp, là nó đều nằm ở trong cái câu chuyện này hết. Nằm ở trong cái câu chuyện này hết, vì có nghĩa là khi mà mình ăn cái món đó rồi, mình nhớ rồi mình thèm thuồng, thành ra đó mình mới âm mưu, mình lập kế ở trong tâm của mình, mình suy nghĩ cái cách để mà giết cái con đó, để mà làm cái thịt để mà ăn. Thì trong những cái trường hợp này đó, là chúng ta thấy rằng là do đâu quý vị, do khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý xúc chạm với cảnh, mình không hỗ trì được, mình không hỗ trì được căn, thành ra đó lúc đó đó nó những cái bất thiện pháp nó sẽ sanh lên. Thì lúc bất thiện pháp mà nó sanh lên thì sao, thì nó sẽ tác động đến ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp để mà tạo những cái điều đó đó. Hoặc là quý vị thấy rằng có một cái vị Bà La Môn khác, có một cái vị Bà La Môn khác khi mà đi về thăm một cái gia chủ của mình, rồi khi mà trở ra đó, ông do cái ông là một cái du sĩ bệnh tóc, tu theo cái đạo mà người ta không có cắt tóc mà người ta bệnh lại thành một cái búi tóc ở trên đầu nó. Ở bên Ấn Độ đó thì chúng tôi, khi mà chúng tôi qua Ấn Độ đó thì còn gặp những cái đạo sĩ đó rất là nhiều, gặp những cái đạo sĩ đó nhiều. Thì cái ông đạo sĩ bệnh tóc này nè, quý vị thấy rằng khi mà ông đi ra khỏi cái nhà của gia chủ đó, rồi do cái bệnh tóc mình nó cao, thành ra nó đụng, nó dính những cái máng nhện ở trên nhà của người ta. Rồi ông quay lại đó, thì ông thưa với gia chủ là do mình không có muốn bị phạm về cái tội trộm cắp, thành ra mình quay lại mình trả những cái máng nhện ở trên nhà đó. Thì quý vị thấy rằng một thời gian sau đó, thì gia chủ đó khám phá ra là thấy mình bị mất những cái tài sản quý mà mình đã giấu ở trong nhà, mình cất ở trong nhà bao lâu nay. Thì khi mà đi lại hỏi Bồ Tát của chúng ta đó, thì Bồ Tát của chúng ta đó chỉ rằng là cái người nào mà có cái bộ dạng như vậy đó, thì mình đi tìm cái người đó là sẽ gặp được tài sản của mình ở trong cái phòng của cái vị đó. Thì thật sự ra đó, gia chủ đó khi mà đi tìm lại cái vị Bà La Môn đó đó, thì quý vị thấy rằng là sau khi mà vô phòng ổng lục soát lại, đã tìm ra được thấy tài sản của mình ở trong cái phòng của cái vị đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những người cái bộ dạng họ ở ngoài á, là họ làm như là có cái sự mà phòng hộ hoặc là có cái sự tu tập, nhưng mà thật sự ra đó ở trong tâm của họ luôn luôn có những cái suy nghĩ, bị với những cái bất thiện pháp nó xen lẫn vào, thành ra đó nó mới tác động đến thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, làm những cái chuyện đó. Thành ra mình thấy rằng là đối với những cái trường hợp những vị Bà La Môn như vậy đó, là không cái tâm tư có khi thì thăng bằng, có khi thì không thăng bằng, mà hơn nữa đó, là quý vị thấy rằng đó, là do người ta không có những cái pháp ly tham, ly sân, ly si. Chúng ta nhớ rằng thường thường khi mà chúng ta tu tập, chúng ta mà có cái ý chúng ta muốn ly tham thì chúng ta mới thấy cái lỗi lầm trong cái sự tham đắm. Chúng ta mà muốn ly sân, chúng ta tu tập mà có cái tâm muốn ly sân, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái lỗi lầm trong cái sự sân hận. Cũng như quý vị thấy rằng có như cái trường hợp mà có cái trường hợp mà cái ông bá hộ đó đó, thì khi mà ổng cúng dường một cái đồ chút ít hùng phước, một cái đồ chút ít, một cái thực phẩm một chút ít đó, thì ổng sợ rằng là cái người mà người ta đứng đầu ra để mà tổ chức cúng dường đó, người ta bêu xấu mình, người ta bêu xấu mình, thành ra ông đã lận cái dao găm ở trong người. Khi mà ông lận cái dao găm ở trong người đó, thì ông coi ông này cái bữa mà cúng dường trước mặt chư tăng, có Đức Phật chứng minh nữa, coi người này có nói xấu mình không, là mình nếu mà nói xấu mình là mình sẽ rút cái dao găm ra để mình đâm ông ta liền. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi đó
là thấy cái người gia chủ, cái người mà đứng ra tổ chức cái cuộc lễ đó, là có cái sự mà tác bạch với Đức Phật cùng với chư tăng, hôm nay cái sự cúng dường này có người như vậy như vậy, những người này những người kia, một người một chút mà đã làm nên cái thiện sự này, xin Đức Phật và chư tăng chứng minh đó. Thì lúc đó ông này ông mới cảm thấy là hối tiếc với cái lỗi lầm của mình, là một cái người mình cúng chút ít vậy mà người ta cũng nêu lên, người ta cũng nêu lên cái sự cúng dường của mình, chờ mình lại nghĩ xấu người ta, mình muốn cũng như là mình có cái sự nghĩ xấu rồi mình còn muốn làm hại người ta nữa. Thành ra lúc đó ông có cái tâm hối tiếc và đã đứng ra để mà xin lỗi, xin lỗi cái người mà tổ chức đó. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này đó để cho chúng ta biết rằng là chỉ có cái lúc đó mà mình tu tập đó, mà mình có cái pháp ly sân thì mình mới thấy được những cái lỗi lầm ở trong cái sự sân hận, hoặc là đối với cái ly si cũng vậy. Khi mà chúng ta tu tập mà hãy mà mình còn cái sự si mê đó, thì mình không thấy cái lỗi lầm ở trong đó, mà hãy mà mình có cái sự ly si đó thì mình mới thấy được cái lỗi lầm ở trong đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng những cái vị Bà La Môn đó, khi mà họ nói về cái pháp môn tu tập, họ có những cái hình thức như vậy, nhưng mà ở trong tâm không biết được cái phương pháp, hoặc là không biết được cái con đường nào để mà dẫn đến cái sự ly tham, ly sân, ly si, họ không biết cái con đường đó. Thành ra tiếp theo á, Đức Phật mới dạy cho những cái vị Bà La Môn này là tại sao mà mình nhìn nhận hoặc là mình nghĩ rằng những người kia người ta đáng là cái bậc mà để mà cúng dường. Thì lúc đó Đức Phật dạy cho những vị Bà La Môn này biết rằng là do những cái vị đó khi mà thấy sắc, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, vân vân, những cái vị đó có ly tham, có ly sân, có ly si, với một cái nội tâm tịch tịnh, không có những cái sở hành bất thiện, hoặc là khẩu hành, hoặc là ý hành bất thiện đó. Cũng như thì vậy thì ở trong đây á, như thế nào như thế nào mà chúng ta thấy rằng là đối với các sắc hoặc là các tiếng, hoặc là hoặc là các mùi mà có cái sự mà hoặc là ngay cả thân xúc chạm mà các cái vị đó đều có cái sự ly tham, ly sân. Quý vị thì quý vị thấy rằng cũng như có những cái vị tỳ khu, có những cái vị tỳ khu khi mà ngồi tu tập, ngồi hành thiền với một cái mùa đông lạnh giá như vậy, nhưng mà các vị nghĩ rằng là đối với cái lạnh này đó thì đối với cái lạnh này thì nó không bằng cái lạnh của địa ngục, mà bây giờ mình chịu không nổi cái lạnh này đó thì làm sao mà mình thoát khỏi được những cái lạnh của khổ cảnh, hoặc là đối với cái nóng cũng vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng có ngay cả những vị sa di cũng vậy, ở trong Pháp Cú Kinh có kể một cái trường hợp của cái vị sa di khi mà thọ thực là có cái sự đắm nhiễm ở trong cái thức ăn. Khi mà đắm nhiễm ở trong thức ăn vậy đó thì cái vị sư trưởng có nghĩa là cái vị sư lớn ở trong hội chúng mới có cái sự mà cảnh báo rằng nếu mà ông còn bị tham đắm với cái thức ăn đó là coi chừng sẽ rơi vào khổ cảnh. Thì khi mà được nhắc nhở như vậy đó thì quý vị thấy rằng cái vị sa di đó chỉ quán xét và sau khi quán xét đã phát triển được tệ quán để mà chứng đắc ngay tại ở trong cái buổi ăn đó. Đó, thành ra vậy thì ở đây chúng tôi kể ra những cái câu chuyện đó là để chi vị, để nói rằng là những vị đó đó là có cái sự mà ly tham, ly sân, ly si, thành ra là mới không có những cái thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện. Còn nếu mà ngược lại thì mình thấy giống như những cái vị Bà La Môn mà không có biết cái sự ly tham đó, chỉ còn nếm một cái món ăn, nếm một cái món ăn mà cảm thấy tham đắm, thích thú ở trong đó, mà muốn giết những cái chúng sanh này, giết những cái chúng sanh kia để mà có được một cái mũi ăn. Đó, thành ra quý vị thấy rằng
ở đây cái đời sống tu tập nó không phải là cái hình thức ở bên ngoài, mà nó phải được ở trong nội tâm. Được ở trong nội tâm. Chúng tôi nhớ những cái bản kinh của các vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại này, cái thời gần ở đây. Các vị dạy cho những cái vị tỳ kheo tu tập về những cái trường hợp mà để mà mình có cái sự thu thúc, quý vị, mình có cái sự thu thúc. Ngài giải thích tự ra đó, nếu mà đối với các vị sư mà đi đảnh lễ bảo tháp, đây là một cái điều tốt đẹp. Tại sao vậy, quý vị? Tại vì mình đảnh lễ bảo tháp đó, cái tâm của mình, cái tâm của mình quan hỷ, thành ra đó nó sẽ làm cho mình có cái sự khăng khít với cái đời sống tu tập. Nhờ cái sự khăng khít đó mình mới phát triển được định giới hoặc là định hoặc là tuệ. Nhưng mà cái sự đi đảnh lễ bảo tháp đó, nó cũng phải biết cách, phải biết cách. Tại sao vậy? Các ngài giải thích đó, đối với bảo tháp thờ Xá Lợi đó thì có rất là nhiều người, người ta đi đến đó để mà người ta viếng, rồi người ta đảnh lễ. Thành ra đó, muốn đi đảnh lễ bảo tháp thì mình phải dậy sớm. Sau khi mình làm công việc buổi sáng của mình rồi, vào lúc sáng sớm mình làm xong cái phận sự của mình rồi, mình mới đi từ từ, đi từ từ với cái tâm tư mình có cái sự tưởng niệm, tùy theo cái pháp môn tu tập của mình. Thí dụ như các vị dạy một vị sư khi mà đi ra ngoài, một là phải tu tập về tâm từ, hoặc là cái vị đó phải niệm về thể trược. Tu tập tâm từ đến chí vị, để cho mình không có bị cái sự tổn hại ở bên ngoài. Còn mình tu tập về thể trược chi, để cho mình niệm về thể trược đến chi, để cho mình đừng có bị tham nó chi phối. Rồi mình niệm Phật đến chi, niệm Phật để cho mình có chánh niệm, và do cái sự niệm Phật của mình là mình ngăn ngừa được những cái sự tai nạn. Rồi mình phải niệm sự chết để mà mình ngăn trừ cái sự ngã mạn của mình. Thì một cái vị sư khi mà đi ra ngoài là phải có một trong bốn pháp đó ở trong tâm của cái vị sư đó. Rồi chúng ta phải đi vào cái lúc sáng sớm để làm chi? Để lúc đó, đó là những thanh niên nam nữ người ta chưa có đi đến bảo tháp. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình đi vào cái giờ mà người ta thanh niên nam nữ đã đi đến bảo tháp rồi, thì có những người người ta ăn mặc kiểu này ăn kiểu kia, thành ra mình nhìn vào đó mình dễ phát sanh lên cái sự tham đắm. Đó, thành ra mình phải đi vào cái lúc sáng sớm, chưa có những người cư sĩ người ta đi đến đó, với cái tâm thanh tịnh của mình đứng hoặc là quỳ xuống để mà đảnh lễ bảo tháp. Với cái tâm mình tưởng niệm do mình sanh sao không có đủ phước duyên, sanh ở trong cái thờ của Đức Phật để mà gặp được mà diện kiến Ngài, mình không đủ cái duyên lành, nhưng mà hôm nay mình cũng còn được cái duyên lành để mà đảnh lễ Xá Lợi của bậc chánh đẳng chánh giác, vân vân. Đó, thì mình vừa đảnh lễ, mình vừa có cái sự tưởng niệm như vậy, thì mình sẽ giữ được cái chánh niệm, và cái niềm tin mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng, mà mình không có gặp những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó chi phối tâm của mình. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là một cái sự mà mình có cái sự ly tham, ly sân, ly si á, cái con đường tu tập của mình là như vậy. Cái con đường tu tập của mình ở trong cái sự tu tập của một cái vị tỳ khu, hoặc là đối với những cái người cư sĩ cũng vậy. Quý vị biết rằng có một lần chúng tôi ở bên cái xứ Miến Điện. Chúng tôi nhìn cái cô đó cổ cúng dường bông hoa, có nghĩa là cổ trang trí bông hoa ở trên cái tượng Đức Phật đó, ở trên cái tượng đài mà người ta thờ Đức Phật. Quý vị biết rằng mình nhìn cái cử chỉ, những cái cách làm của cái cô đó, cổ lấy từng cái bông hoa, cổ đứng, cổ cắm vào, rồi cắm xong bông hoa này, cổ lấy bông hoa khác, cổ cắm vào. Thì quý vị biết rằng chúng tôi đứng, chúng tôi quan sát như vậy đó, quý vị thấy rằng là
chúng tôi không hình dung được. Có nghĩa là cái người này á, mình thấy rằng là họ không có ngồi đó họ hành thiền, nhưng mà những cái động tác, là những cái động tác mà tay cũng đụng vô một cái bông hoa, rồi rút ra, rồi cắm lên, là những cái cục mót mà đã để sẵn ở trên tượng Phật, mà làm một cách liên tục, mà nó đều đặn liên tục mà đều đặn, thì chúng tôi mới nói với những người mà đi chung với chúng tôi đó, đó mình nhìn cái những cái người cư sĩ đó, mình thấy rằng bên ngoài không có thiền, nhưng mà thật sự ra những cái động tác của cô ta làm là mình nhìn là mình thấy rằng giống như cái người mà có chánh niệm, là giống như một cái người mà có chánh niệm, có nghĩa là người ta chăm chú vào cái công việc của người ta mà làm một cách đều đặn, nó không có cái hành động này nó nhanh hơn cái hành động sau, nó nhanh hơn cái hành động trước, hoặc là cái hành động trước nó nhanh hơn cái hành động sau, hoặc là người ta làm mà người ta không có bị chi phối về ở bên ngoài. Dù cho ở bên ngoài á, là lễ hội á, là rất là đông, là rất là đông người đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với một người mà dù cho bị xuất gia hay là cái vị mà ở tại gia cũng vậy, khi mà chúng ta làm bất cứ một cái công việc nào đó, thì chúng ta phải có cái sự chú tâm. Nhờ cái sự chú tâm vô đó đó mà chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta không có suy nghĩ vẩn vơ, có nghĩa là chúng ta không có vướng vào, chúng ta không có vướng vào cái sự tham hay là cái sự sân, chúng ta không có vướng vào ở trong đó. Ví dụ như bây giờ đó, bây giờ như thế nào mà gọi là mà mình làm việc mà mình vướng vào tham hoặc là sân, quý vị. Ví dụ như giờ quý vị là cái người mà thí dụ như bây giờ quý vị là cái người bót bài, quý vị là cái người bót bài mà mình không có chăm chú, nếu mà mình chăm chú vô mình thấy rằng đến cái phân đoạn này mình cần phải bót lên, đến cái phân đoạn này mình cần phải mình bót lên, thì tâm mình nó tập trung vô đó rồi, tâm mình tập trung vô đó. Còn trong cái trường hợp nào á, mà mình khởi lên tham hoặc là sân, mình thấy rằng ví dụ như mình đang bót bài như vậy đó, mà mình nói rằng mình nghe cái âm thanh này, mình thấy cái âm thanh ngày hôm nay sao nó làm mình bực mình quá, hoặc là cái âm thanh này á, là làm cho mình sao mà mình thấy đọc như vậy đó, là giống như là một cái người nghệ sĩ gì đó, vân vân đó. Thì trong cái trường hợp đó là mình không có hộ trì được, đối với nhĩ căn của mình đó, thành ra trong cái trường thì khi mà mình không có gìn giữ được như vậy đó, thì nó mới sanh lên tham hoặc là sân, mà hãy mà nó sanh lên tham sân si đó đó, thì nó sẽ tác động đến một đó là cái ý nghiệp của mình, cái ý nghiệp của mình nó khởi lên là bất thiện, hoặc là nhiều khi nó sẽ khởi lên cái khẩu nghiệp bất thiện của mình đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà sau đó thì Đức Phật mới hỏi là vậy thì nếu mà các tu sĩ ngoại đạo này nè mà hỏi các ông á, là căn cứ vào đâu mà các ông nói rằng là những cái người này á, là coi như là có cái đời sống ly tham ly sân vân vân, có nghĩa là mình căn cứ vào cái con đường nào. Thì kính thưa quý vị, lúc đó Đức Phật đã dạy cho những cái vị Bà La Môn này trả lời là coi như là những cái điều này á, là không phải là truyền thống, không phải là cái truyền thống gì hết á, mà do những cái vị mà chúng tôi cung kính á, những cái vị chúng tôi mà tôn kính á, là do những cái người này á, là người ta đang đi ở trên cái con đường nhiếp phục về tham sân si, hoặc là đã đi ở trên cái con đường mà ly tham, ly sân ly si. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là những cái người này, người ta sẽ tìm đến những cái chỗ nào mà nó thanh tịnh. Có nghĩa là những cái mình biết, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đó, mà chúng ta chưa có đủ nội lực, chúng ta chưa có đủ nội lực
thì chúng ta phải tìm những cái chỗ nào mà nó thanh vắng. Nó đừng có cái thí dụ như mình biết rằng là đối với mình là mình ưa bị ảnh hưởng về cảnh sắc, có nghĩa là mình ưa ảnh hưởng về những cái gì mà nó thuộc về con mắt mình thấy mà mình khởi lên tham lắm, thì mình phải kiếm cái trú xứ nào mà nó tránh xa được, nó tránh xa được cái đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà tu tập á, mà mình bị ảnh hưởng về cái cảnh sắc đi, mà giờ cho mình tu tập mà ở một cái chỗ mà bến nước đồ, bến nước đồ ngày xưa, quý vị thấy rằng là ngày xưa là mọi người người ta đều đi đến cái bến nước. Đừng nói ngày xưa, thật sự ra cái chùa của chúng tôi ở đấy, quý vị biết rằng cái thờ mà chưa có nước nước sạch để xài, cái thờ mà chưa có nước sạch để xài, thì quý vị biết không, là coi như là chùa chúng tôi có một cái bờ sông, chùa mà nơi chúng tôi ở nè, có một cái bờ sông, thì hàng ngày đó là cứ 8-9 giờ sáng là dân chúng ở xung quanh chùa người ta đi đến cái bờ sông đó, người ta giặt đồ rồi người ta tắm rửa, rồi vào buổi chiều cũng vậy. Buổi chiều mà nước lớn, nước trong xanh, thì quý vị thấy rằng cũng nguyên một cái xóm như vậy đó, người ta đến đó người ta giặt đồ, rồi người ta tắm rửa ở cái bến đó luôn, rồi xong rồi người ta mới xách đồ đi trở về. Thì quý vị biết mà, đối với phụ nữ rồi con nít rồi đàn ông cũng có đủ thứ người hết. Khi mà người ta giặt đồ quá thì quý vị thấy rằng người ta sẽ nói chuyện, rồi sau khi nói chuyện rồi người ta sẽ cười, người ta sẽ cười, rồi có những người thì người ta buồn một cái chuyện gì đó thì người ta than lan, người ta than van với cái người này người kia. Thành ra đó, quý vị biết rằng lúc đó đó nó làm cho mình cũng rất là dễ động tâm, quý vị rất là dễ động tâm. Mình nghe người ta cười mình cũng khó chịu, mà mình nghe người ta mà than van cái chuyện nhà của người ta đồ này kia đó, thì mình cũng cảm thấy tội nghiệp người ta. Nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra đó, khi mà mình ở gần những cái bến tắm là mình thấy rằng là coi như là cái phiền não mình nó dễ, nó rất là dễ sanh lên, nó rất là dễ sanh lên cho mình. Rồi sau này á, cũng may mắn sau này á, là coi như là nguyên cái khu này á, là người ta được xài, người ta được xài cái nước, nước mà do công ty người ta cấp đến. Thành ra dần dần về sau này đó thì ít người, như là không còn người mà người ta đi đến cái bờ sông mà ngay cái trú xứ của chúng tôi để mà người ta giặt đồ hoặc là người ta sinh hoạt ở đó. Đó thì hồi xưa mình đọc ở trong kinh thì thật sự có nhiều khi mình hình dung ra không được, quý vị hình dung ra không được. Rồi sau này mình thấy những cái cảnh đó, rồi bây giờ mình đọc ở trong kinh rồi mình mới nhớ lại những cái cảnh đó, thì mình thấy rất là khó để tu tập. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong đây Đức Phật dạy cho những cái việc Nam Môn này đó, là tại sao mà mình nói những cái bậc đó là bậc, cái bậc đáng cúng dường. Tại vì cái bậc đó, những cái bậc đó, là biết đi tìm, biết đi tìm cái chỗ mà thanh vắng để mà tu tập. Có nghĩa là mình biết rằng là cái đời sống này của mình đó, nhiều khi đó, mình dễ bị động tâm về cái cảnh sắc. Có khi mình dễ bị động tâm về những cái cảnh thinh. Quý vị thấy rằng Đức Phật đã nói mà, Đức Phật đã nói không có cái sắc nào bằng sắc của người nữ chiếm và ngự trị trong tâm của người đàn ông, và ngược lại. Có nghĩa là cũng không có cái sắc nào mà chiếm và ngự trị trong tâm của người phụ nữ, đó là cái sắc của người đàn ông. Đó, thành ra đó, thành ra quý vị thấy rằng là đối với cái sắc, những cái hình ảnh hoặc là những cái âm thanh cũng vậy, những cái mùi cũng vậy, những cái vị cũng vậy. Đó, thì do chúng ta biết được, do chúng ta biết được là đối với chúng ta, khi mà chúng ta biết được là mình bị thiên nặng về cái gì, mình bị thiên nặng về cái cảnh sắc hay là cảnh thinh gì đó, thì mình phải tìm một cái trú xứ xa vắng mình tu tập. Mà khi nào mà mình có nội lực rồi đó, mình có nội lực rồi đó, thì mình mới xuất hiện, quý vị. Mà bất đắc dĩ lắm, nếu mà cần thiết lắm
thì mình mới có cái sự xuất hiện, có nghĩa là mình cần lắm. Thí dụ như là đi khất thực, mình phải đi vô làng, mình phải đi vô làng mình khất thực. Quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta, Bồ Tát của chúng ta đó là trong cái thời gian mà tạo ba la mật rất là nhiều. Mà quý vị thấy không, ở trong cái cuộc đời của Đức Phật, khi mà Ngài còn là một cái vị Bồ Tát đi, đó Ngài còn là một cái vị mà một vị ẩn sĩ. Mà cái lần đó Ngài đi ra ngoài làng, Ngài khất thực, thì lúc đó Ngài ôm bình bát, rồi cái cô gia chủ đó cũng đặt thức ăn vô bình bát. Lúc đó Bồ Tát của chúng ta đó là chỉ nhìn thấy cái tay của cô ta thôi, với cái nước da như vậy, với cái trang sức như vậy, mà lúc đó là coi như là Bồ Tát của mình là đã bị đắm nhiễm, có nghĩa là sanh khởi cái lòng tham, cái tâm mà muốn thương cái cô đó rồi. Đó thành ra quý vị thấy rằng đó là ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này để cho chúng ta biết rằng là đối với chúng ta đó, nhiều khi chúng ta chưa có đủ nội lực, thành ra mình phải tìm cái trú xứ thanh vắng để mà mình tu tập. Khi mà mình có nội lực rồi đó, mình có nội lực rồi đó, thì mình muốn tu tập như thế nào cũng được. Cũng như đối với trưởng lão Mahakala thì quý vị thấy không, đó cái vị này khi mà trở về nhà của mình với những người bạn đời của mình, người ta trang hoàng, người ta ăn mặc đẹp đẽ, đeo trang sức, rồi bài biện tài sản ở trong nhà phô trương ra. Nhưng mà do Ngài lúc đó Ngài là vị A-la-hán rồi, thành ra những cái điều đó không đủ để mà làm mềm lòng Ngài. Một cái vị A-la-hán đã đoạn tận tham sân si rồi, thành ra bây giờ mà có trưng bày, có trưng bày cái gì đó thì cũng không có ảnh hưởng. Còn đối với Ngài Chu Lá Ca Lá đó, thì quý vị thấy là không đủ, không đủ năng lực, về là bị dính liền, về là coi như là bị dính liền. Thành ra đó, ở đây mình lấy cái căn cứ nào, mình dựa vào đâu mà để mà mình nói rằng là những cái vị này là những cái vị ly tham hay là đang đi ở trên cái con đường điều phục tham. Đó là do những vị này biết tìm những cái trú xứ thanh vắng để mà tu tập. Thì do nhờ cái trú xứ này mới chúng ta mới có cái sự yên tĩnh để mà chúng ta tu tập đó. Chứ có những người ta nói tu ở chùa nó không bằng tu ở chùa, nó không bằng tu ở chợ. Thật sự ra đó, khi mà mình chưa có đủ nội lực mà mình đi ra ngoài chợ mình tu tập thì nó không có làm cho cái tâm mình nó được yên tĩnh được, quý vị. Hoặc là có những người người ta nói rất là hay, có nghĩa là người ta làm sao mà người ta phải tế độ ngay chỗ mà trà đình tủ điếm mà trở thành đạo tràng đó. Thì mình nghe nói vậy là mình thấy hay. Hoặc là mình thấy có những người người ta phát nguyện chừng nào mà địa ngục này rỗng không thì ta mới thành Phật. Thật sự ra nhiều khi mình dùng những cái từ nó rất là ghê, mỗi người ta nghe vô là người ta thấy ớn hồn liền. Ta thấy rằng là trời ơi, không có cái người nào mà coi như là cái tâm mà đại Bồ Tát, không có người nào mà cái tâm đại Bồ Tát giống như những vị này hết. Những vị này coi như là quá cao thượng rồi. Chừng nào mà địa ngục mà trống không thì ta mới thành Phật. Thử quý vị thấy, thường thường đối với người đời, người ta nghe cái câu đó người ta thấy hay, người ta thấy hay. Nhưng mà thật sự ra có không quý vị? Không có, không thể nào có được. Địa ngục không thể nào mà trống không được hết đó. Thành ra khi mà những người nào mà người ta nói ra cái câu đó, thật sự ra vậy này, coi như là suốt đời luôn, không có thể nào mà thành Phật được hết. Chỉ mà tu cho vui, tu chơi cho vui vậy thôi, làm sao mà địa ngục mà rỗng không được. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta phải biết chừng biết mực, chúng ta, khả năng của chúng ta đi tới đâu, cái khả năng của chúng ta làm tới đâu thì chúng ta đi ở trong cái chỗ đó thôi. Cũng như giống như là những con chim cung cúc, thể mà nó biết thân biết phận, nó đi ở dưới những cái lúng cài
ở dưới những cái lúng cài thì không bị những cái con diều hâu nó từ ở trên để mà nó xà xuống mà nó gấp đi. Còn nếu mà mình không biết cách, mình không biết cách mà mình đi ra khỏi những cái cục đất đó đó, thì sẽ bị những con diều hâu nó ở trên để mà nó xà xuống, nó gấp đi. Thì cũng vậy, đối với cái cuộc đời tu tập của chúng ta, chúng ta thấy rằng là mình hãy mà mình chưa có hộ trì được các căn thì mình phải hộ trì các căn. Mình không nên mà mình nghĩ rằng là mình có được đủ lực để mà mình chống chọi đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái chúng ta phải tránh né để chúng ta đoạn trừ, có những cái thì chúng ta phải dùng trí tuệ chúng ta đoạn trừ, chứ không phải là cái nào chúng ta cũng dỗ ngực xưng tên hết. Quý vị thấy rằng như đối với cái kiếp mà ở trong câu chuyện tiền thân nói về Đức Phật của chúng ta là tiền thân của Ngài, lúc đó Ngài là con sư tử. Còn đối với Đê Quá Đát Tá là một cái con giả can, thì do cái con giả can này đó là nó được đi chung với con sư tử. Thành ra con sư tử mỗi ngày mà vồ được mồi rồi đó thì ăn thì còn dư lại những cái miếng thịt mình dính ở trong xương hoặc là ở trong hốc đồ này kia đó, thì cái con giả can nó mới ăn những cái phần thịt dư đó lâu ngày, lâu tháng, lâu năm. Thành ra nó to, nó mập, nó béo, nó to, nó mập, nó béo. Rồi lúc đó con giả can là tưởng là mình bây giờ là mình mạnh rồi, mình mạnh rồi, thì nên con giả can này mới nói với con sư tử thôi, hôm nay là sư tử ở yên ở trong hang đi, để ta sẽ đi bắt mồi về cho sư tử ăn đó. Thì quý vị thấy rằng thường thường thì con giả can nó thấy sư tử mà gầm lên là coi như là con thú nào cũng phải mà đứng ở đó mà chịu chết, chứ chạy cũng chạy không kịp. Thành ra lần đó con giả can nói với sư tử như vậy, xong rồi sư tử ở trong hang, rồi giả can nó chạy ra, nó gặp con voi, rồi nó cũng làm giống như là con sư mà nó gầm lên vậy đó, nó sủa lên, mà nó tưởng cái tiếng sủa của con giả can chó rừng á, mà nó tưởng như là nó cái tiếng gầm của con sư tử. Thành ra lúc đó con voi nó nói: ngươi là con giả can mà ngươi cũng bị đặt gầm với ta, đâu phải là ngươi là con sư tử đâu mà ngươi gầm với ta. Thành ra con voi lúc đó nó lấy cái chân nó dậm một cái rồi là coi như là chèm bẹp, có nghĩa là chết tươi tại chỗ luôn đó. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này đó để cho chúng ta biết rằng là nhiều khi chúng ta cũng phải biết được cái trình độ chúng ta tu tập, cái trình độ của chúng ta tu tập đến cỡ nào. Hoặc là đối với cái tâm của chúng ta hộ trì được các căn đến cỡ nào, thì chúng ta phải biết được cái khả năng của mình, là mình không có nên có cái sự tự ý hoặc là mình có cái sự kiêu căng, mà thay vào đó mình phải biết tìm đến những cái trú xứ thanh vắng. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng cũng như do chúng tôi phụ trách ở bên cái rung pháp cú đó, ở bên cái rung pháp cú đó, thì chúng tôi tìm hiểu về cái cuộc đời của các vị trưởng lão, như là trưởng lão Pháp Minh, thiền sư Pháp Minh đó, mà cái vị mà dịch cái bộ pháp cú đó, quý vị. Thật sự ra mình thấy cái cuộc sống của những cái vị đó ngày xưa đó là với một cái cốc liêu, một cái cốc đơn sơ, rồi suốt ngày chỉ do tu tập và dịch những cái quyển kinh sách. Thật sự ra đó là mình đọc về những cái tiểu sử của những vị trưởng lão đó, thật sự là mình ngưỡng mộ vô cùng. Thật sự ra là mình vừa tôn kính mà vừa ngưỡng mộ vô cùng. Mình cảm thấy rằng là mình ở trong cái ngày nay đó, mình ở trong một cái phòng nó có được cái sự che mưa, che nắng, rồi nó cũng có tiện nghi bàn ghế hoặc là nhà tắm đàng hoàng, mà mình còn không đủ sức, mình không đủ cái sức khỏe để mà mình
có nghĩa là mình mà có cái sự bao bọc mà về cái phần ốc nó bao bọc mà cái cơ thể, cái thân của mình rồi, mà mình còn chưa đủ sức nữa mà mình bị còn bị ảnh hưởng bởi cái sức khỏe hoặc cái này cái kia. Mà đối với các vị trưởng lão đó, ngày xưa tuổi như vậy mà ở những cái cốc tranh hoặc là những cái chiếc cốc, những cái phòng rất là đơn sơ, mà các ngài vẫn tu tập, vẫn dịch kinh điển được. Thành ra mình nhìn, mình đọc những cái điều đó xong, chúng tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Và vừa phải nói rằng là phục sát đất, những vị trưởng lão, hoặc là mình đọc về cái tiểu sử của Hòa Thượng Tịnh Sự cũng vậy. Tại vì ở trong ngày hôm nay là coi như là 20 và hai mấy âm lịch rồi, thành ra chúng tôi nghĩ rằng là còn có coi như là có mười mấy ngày nữa là đến đến cái ngày dỗ của tổ sư rồi, của ngày Hòa Thượng rồi. Thành ra mình đọc lại những cái tiểu sử của mấy vị đó, mình thấy rằng là các ngài sống một cái đời sống rất là đơn giản. Thì thật sự ra ngày hôm nay thì không thể nào mà mình tìm được một cái trú xứ mà ở trong rừng hoặc ở trong núi. Ngày hôm nay thì mình không có đủ khả năng để mà mình tìm ở trong cái nơi đó được. Nhưng mà mình vẫn ở thành thị mà mình tu tập, mà làm sao cũng giống như là cái trú xứ ở một cái nơi thanh vắng gì đó. Thì nếu mà mình muốn được như vậy đó thì mình phải tìm lại quý vị, mình phải tìm lại những cái vị trưởng lão ở trong cái thời gian gần đây, coi các ngài tu tập như thế nào, để mà mình học tập, mình tu tập như thế đó. Thì nó không được nhiều mà nó được chút chút. Hoặc là chúng tôi nghĩ nhiều khi mình có cái tâm, mình có cái ý khởi lên như vậy đó thì nó cũng tốt rồi, nó cũng tốt rồi quý vị. Cũng giống như quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh nói về cái cậu bé Mắt Thun Đá Lý, cái cậu bé Kim Hoàng, là quý vị thấy rằng khi mà bệnh quá rồi, biết rằng Đức Thế Tôn đi đến nhưng mà không còn sức để mà đưa tay lên đầu để mà đảnh lễ ngài. Lúc đó Đức Thế Tôn đã biết được cái ý của cậu bé, Đức Thế Tôn nói như vậy cũng là được rồi, như vậy là cũng vừa đủ, cũng vừa được rồi. Thành ra lúc đó Đức Phật vừa đi khỏi cái tầm nhìn của cậu bé, thì lúc đó cậu bé mạng chung và sanh cõi trời. Thì cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng ở trong thời nay đó, nhiều khi mình thì thật sự ra mình tìm không được cái chú xứ thanh vắng ở trong rừng, ở trong núi như ngày xưa. Bây giờ mình mà tu vậy người ta đuổi mình xuống hết, hoặc là mũi mồng rắn rít nó sẽ tấn công mình. Nhưng mà mình sẽ tạo cho cái tâm của mình bằng một cái chú xứ trong cái nội tâm của mình, có nghĩa là mình biết cái gì mà nó vừa đủ, nó vừa đủ với cái gì mà mình có, mình phát sanh một cách hợp pháp, một cách hợp pháp. Cũng như chúng tôi nhớ đến Hòa Thượng Ân Sư của chúng tôi, khi mà chúng tôi lên mà chúng tôi ở gần Hòa Thượng đó, thì có lần người ta dâng cúng Hòa Thượng những cái thức ăn, những cái thức uống đó, thì chúng tôi sợ những cái đồ đó nó cũng như là nó không ngon, nó không có thích hợp đồ này kia. Lúc đó chúng tôi ngăn lại đó, thì Hòa Thượng nói không có. Ở trong cái đời sống tu tập ngày hôm nay, có người cúng cho mình ăn, có người cúng cho mình uống là được rồi. Cái thức ăn đó nó ngon hay dở là tùy theo cái phước của mình trong ngày hôm đó, tùy theo cái phước của mình trong ngày hôm đó. Thành ra đó mình không nên có cái cũng như là có cái sự mà quan tâm đến cái điều đó nhiều đó. Thành ra chúng tôi nhớ những cái lời dạy đó. Thì thật sự ra những cái lời dạy đó, tuy rằng cái lúc đó mình thấy nó chưa có quan trọng, nó chưa có quan trọng, nhưng mà dần dần về sau này nó sẽ làm cho mình nhớ và mình thực hành theo quý vị, mình nhớ và mình thực hành theo. Thật sự ra đó quý vị thấy rằng đối với chúng tôi càng
càng đọc ở trong kinh điển, chúng tôi cảm thấy càng ngày mình càng có cái sự hoan hỷ. Dù cho ở trong những cái bài kinh, ở trong cái tạng kinh, hoặc là những cái chi pháp ở trong vi diệu pháp cũng vậy, càng ngày chúng tôi đọc chúng tôi càng có cái sự hoan hỷ. Bởi vì biết rằng ở trong cái thời gian gần đây, quý vị biết chúng tôi tự nhiên cái mình phát tâm, mình muốn học thuộc lòng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, mình muốn học thuộc lòng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, thì tự nhiên cái nó phát sanh lên cái chuyện bệnh về con mắt, bệnh về con mắt. Thành ra nó chúng tôi có một cái sự mà cũng như là phải chi hồi trước đó, hồi trước đó, vì biết chúng tôi nhớ cái lời dạy của sư phụ Tại Siêu. Lúc mà chúng tôi học ở dưới chùa Siêu Lý Vĩnh Long, sư phụ dạy chúng tôi là ráng cứ cố gắng mỗi ngày học một chi pháp, cố gắng mỗi ngày thì lâu dần thì mình sẽ nhớ rất là nhiều chi pháp. Nhưng mà quý vị biết cái tâm mình nó thường thường mình để gì, nói ngày học chi bữa nào thì lần hai mình học lần trang hai trang vậy đó, chứ ngày mình học chi mà một câu hoặc là một chi. Nhưng mà thật sự ra đó, mình nói bữa nào mình học, nhưng mà tới nay là quý vị biết rằng là mười mấy năm rồi, mười mấy mà không có học. Nhưng mà phải chi mình biết cái lúc đó đó, dần dần về sau đó mắt của mình nó sẽ kém hơn hồi lúc trước. Thành ra mình đã chuẩn bị mình học từ lúc đó đó, thì chắc chúng tôi nghĩ rằng bây giờ mình cũng có rất là nhiều cái câu Phật ngôn, quý vị. Đó, thành ra nó ở trong cái điều này á, là tại sao chúng tôi nói, quý vị, tại vì á, ở trong kinh dạy là mình tìm cái chú xứ thanh vắng, xa vắng thanh vắng để mà mình tu tập. Mà ngày hôm nay đó mình không tìm được cái chú xứ đó, nhưng mà còn cái cách là mình lập nên cái chú xứ ở trong nội tâm của mình. Có nghĩa là mình tuy rằng mình sống chung với mọi người, nhưng mà cái giờ nào á mà mình ra mình làm việc thì mình làm việc chung hết. Rồi cái giờ này mà không còn làm cái công việc chung á, thì có những cái công việc tư cho mình là như thế nào. Có nghĩa là mình tìm những cái câu Phật ngôn để mà mình học, để mà mình hộ trì các căn của mình. Hoặc là đối với những người cư sĩ cũng vậy, đối với người cư sĩ cũng vậy. Tuy rằng chúng ta sống trong một cái ngôi nhà, nhưng mà chúng ta sẽ tìm được cái chỗ nào đó, hoặc là cái thời điểm nào đó thích hợp để chúng ta tu tập, thì lúc đó chúng ta có cái sự tác ý là coi như là mọi người không có mặt ở đây thôi. Có nghĩa là mọi người ai người ta cũng đều có cái việc làm của ma rồi, thì cái việc của mình tu tập thì mình cứ lo mình tu tập. Chứ bây giờ mà mình chờ một cái chú xứ thanh vắng thì biết ở đâu mà có. Cũng như mới gần đây này, quý vị, gần ở đây có một cái chú đó đó, một cái chú đó đến xin ở đây để mà tu tập. Rồi ở nhà không biết có cái vấn đề gì, quý vị, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn quý vị. Có cái chú đó lợi xin chúng tôi ở đây tu tập, rồi ở cũng được một thời gian. Cái chú đó không có chịu ở nữa. Cái chú đó mới nói chúng ta tìm cho chú một cái chùa nào đó mà nó ở rừng núi đó, ở rừng núi đó, mà đừng có người đến, chỉ có mấy ông sư đó, rồi ăn xong rồi hành thiền thôi. Thì chúng tôi lúc đó chúng tôi mới chỉ cho một cái chùa ở trên rừng núi đó, thì cái chú đó nói không được, cái chùa đó nó cũng cái chùa đó nó tạp nhạp, nó ồn ào lắm. Mà quý vị biết rằng chúng tôi chỉ cái chùa đó đó, một cái chùa mà cũng có tiếng ở trên núi đó, mà người ta còn chê là tạp nhạp ồn ào. Thì lúc đó chúng tôi hỏi là sao mà chú đi tu trễ như vậy, hôm nay mình năm mươi mấy người mình đi tu trễ vậy. Thì cái chú đó mới đổ thừa nói hồi đó con cũng đi làm rồi cũng có tiền rồi, con cũng muốn tu tập lắm, nhưng mà do bạn bè nó rủ đây, thành ra đó là cái
cứ mỗi ngày đi làm về đó rồi đi uống vài chai bia, rồi riết rồi cái quen, ngày này cũng uống, ngày kia cũng uống, rồi nó kéo dài từ hồi lúc mà hai mươi mấy tuổi, rồi ba mấy tuổi, rồi bốn mấy tuổi, rồi năm mấy tuổi. Đó, thì khi mà trả lời với chúng tôi như vậy đó, chúng tôi mới nói tại sao mà suốt một cái quãng đời của mình dài như vậy đó, mình đi uống bia rồi mình còn đổ thừa là người ta xúi mình, người ta rủ mình. Thật sự ra đã vào cuộc chơi rồi, đừng có đổ thừa ai hết. Mình không có đổ thừa ai hết quý vị. Tại vì mình cũng đam mê ở trong đó, mình đam mê ở trong đó chứ mình không có nên đổ thừa ai. Đó, đây là một chuyện. Đây là một chuyện. Rồi quý vị còn nghe không? Còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Dạ. Đó, thì chúng tôi mới nói rằng là mình không có đổ thừa. Mình không nên đổ thừa. Đó, thì chúng tôi mới nói đây là một chuyện. Rồi một cái chuyện thứ hai á, suốt cái quãng đời mình còn trẻ đó, thì mình chưa có cống hiến được cho chùa. Mà ngày hôm nay mình vô mình tu tập á, mình đòi cái chùa nào á mà nó phải vắng, không có người đi đến. Không có những người Phật tử người ta đi đến để cho nó ồn ào, chỉ để cho những vị sư ở trong chùa rồi ăn xong rồi hành thiền. Mà chúng tôi hỏi là suốt cuộc đời mình, một cái cuộc đời mình nó dài như vậy, 30-40 năm, mình không cống hiến được cho chùa cái gì hết, mà bây giờ mình vô tu mà người ta đã nhận mình rồi, mà mình đặt cái điều kiện là phải chú xứ vắng, không có bóng dáng người nam, người nữ, người già, người trẻ gì đi đến hết. Thì chúng tôi hỏi ở đâu có. Rồi nếu mà có đó, thì mình chưa có học qua những cái pháp căn bản gì hết. Mình chưa có học qua những cái pháp căn bản gì hết. Rồi sao mình tu? Rồi sao mình tu được quý vị? Đó, thành ra đó, quý vị, đúng, chú xứ Thanh Vắng mà sẽ làm cho ủng hộ mà đời sống của mình tu tập, mình hộ trì được các căn. Nó sẽ là cái duyên, cái điều kiện để mà ủng hộ. Mà nếu mà chúng ta tìm không được những cái chú xứ Thanh Vắng đó, thì chúng ta cũng phải lập ở trong tâm của mình, mình xây dựng ở trong tâm mình có một cái chú xứ Thanh Vắng. Có nghĩa là mình ngồi mình tu tập, mình ngồi mình tu tập với một cái trạng thái thoải mái. Mình cũng suy xét lại ở ngày xưa các vị sa môn, các vị đệ tử của Đức Phật tu tập như thế nào. Đối với các vị đệ tử của Đức Phật, quý vị thấy không, có người thì sanh ra ở trong cái cuộc đời này luôn luôn được lót gấm trải qua để mà đi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng không biết cái gì mà mấy vị cứ lâu lâu, siêu viên thông làm cái gì mà cứ lâu lâu đánh cái số đó lên ngoài 60, 59, 58 là cái gì vậy? Hết giờ hả? Hết giờ hay sao quý vị? Hết thời gian giảng hay sao? Hết thời gian giảng hay sao vậy? Ôi ôi trời ơi là trời, vị làm trời ơi thôi. Nó đang nói tới đâu rồi? Quý vị biết rằng mắt của chúng tôi lúc này thấy có được con do chúng tôi uống thuốc nhiều quá, thành ra tự nhiên có khi nó quên đang nói tới gì, cái bị chi phối quên rồi. Đang nói tới gì ta? Chúng tôi không phải là thất niệm đâu, nhưng vì do chúng tôi uống thuốc nhiều. Thật sự ra đó là mình tìm không được cái chú xứ Thanh Vắng ở trong cái thời nay đâu. Mình tìm không được cái chú xứ Thanh Vắng ở trong thời nay, nhưng mà mình biết lập ở trong tâm của mình. Ở trong tâm của mình á là
coi như là mình tìm cái cách nào đó mình nhớ lại ở trong cái cuộc đời mà những vị đệ tử của Đức Phật thì như thế nào, và những cái vị đệ tử của Đức Phật đó, quý vị, là có những người mà người ta đầy đủ cái phước duyên, thành ra cuộc đời của người ta sanh ra được lót gấm cả hoa, trải thảm đỏ đi, cũng như quý vị thấy rằng đối với công tử Giác Xá rồi đi, đi cái đôi hài mà đôi hài bằng vàng, đôi hài bằng vàng đó, có nghĩa là cái đôi dài mình đi bằng vàng đó, thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là những cái vị đó là coi như là ở trong cái trường hợp nào tu tập cũng được. Rồi có những đệ tử của Đức Phật cũng vậy, sống ở trong cái cuộc đời nó cũng đoạn trường, cũng nước mắt nó chảy dài, nó đủ thứ chuyện hết đó. Bhattacharya đó quý vị thấy không, đó những cái người, những cái vị đó trước khi mà đến với đạo đó, quý vị thấy không, nhà cửa không còn, anh em cha mẹ cũng không còn, sống mà muốn điên loạn luôn, mới gặp được Đức Phật đó. Thành ra chúng ta ngồi lại một chỗ để mà chúng ta nhìn rằng là đó, đệ tử của Đức Phật nó mà như vậy đó, có những người có hoàn cảnh này, có những người có hoàn cảnh kia, thì huống hồ mình là cái gì, mình chỉ là những cái hạt cát mà ở dưới lòng đại dương, một số nhỏ ở dưới lòng đại dương thôi. Thành ra bây giờ mình có được cái chú xứ như vậy, mình tu tập thì mình nên hoan hỷ, mình nên chịu lại cái chú xứ đó để tu tập đó. Thì ở chỗ này thì chúng tôi cũng nói thêm về cái đời sống của mình tu tập, mình chọn cái chỗ nào đó để mà mình tu tập, nếu mà không có thì mình phải lập ở trong tâm mình có một cái chú xứ bằng một cái những cái hình ảnh của những vị đệ tử trong thời Đức Phật đó. Thì cái điều này mình muốn có được là mình cũng nhờ mình nghe giảng hoặc là mình đọc ở trong kinh điển thì mình mới biết được những cái điều này đó. Thì trở lại với cái bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy cho những cái vị Bà La Môn này căn cứ vào đó để biết được những cái vị đã ấy có cái sự liên an đi ở trên cái con đường ly sân, hay đang đi ở trên cái con đường mà nhiếp phục sân, hay là ly si, hay là đang đi ở trên cái con đường để mà nhiếp phục về si đó. Rồi cuối cùng thì thấy rằng khi mà Đức Phật dạy xong hết rồi thì các vị Bà La Môn này mới nói lên cái lời để mà quy y Tam Bảo, là có nghĩa là nói lên là Đức Phật đã dựng đứng những gì đã bị quăng ngã, đã phơ bày những gì bị che kín, chỉ đường cho cái người lạc hướng, giống như cái người mà đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt để mà có thể thấy sắc. Chánh pháp đã được Đức Phật, Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để truyền bày, và những vị Bà La Môn này đã phát tâm quy ngưỡng Đức Phật, có nghĩa là quy y Đức Phật và quy y pháp, quy y tăng, và mong Đức Phật chứng nhận cho chúng con từ đây đến trọn đời là người cận sự, có nghĩa là cái người đệ tử của Tam Bảo đó. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thì chúng con xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ thời gian, do đó chúng con xin được chúc lời với phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ, mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên và chúng sanh trong ba giới tốn lôi, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nha cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sao thuốc chương trình đại dịch quốc tính. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Không biết thượng tọa Tổ Siêu có mặt, quý vị có thấy thượng tọa Tổ Siêu có mặt ở trước máy không? Hình như... Dạ. Thấy thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tổ Siêu có mặt. Thượng tọa Pháp Đăng,
ở trong bài kinh này chúng ta thấy trong cái bối cảnh là Đức Phật giảng cho các vị Bà La Môn, mà những Bà La Môn này gặp Đức Phật chưa quy Tam Bảo, nhưng mà Đức Phật gọi các du sĩ ngoại đạo, các Sa Môn Bà La Môn là gì, được các du sĩ ngoại đạo, thì cái chữ mà Paripa Chaka ở đây dịch là du sĩ ngoại đạo có hợp lý không, cái du ngoại đạo? Tại vì đúng ra thì thật sự là các vị Bà La Môn đó đối với các vị du sĩ là những người không phải là người ngoại đạo. Kính thỉnh ý kiến của Từ Tổ Hợp Đăng. Alo, alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì theo con nghĩ rằng cái trong cái lời dạy của Đức Phật á, khi mà ngài dùng ai là một cái du sĩ ngoại đạo thì cái tiếng nói của ngài đó thì ngài cũng đã quán thấy người đó đi ngoài cái con đường bát chánh rồi. Từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Và ngoài con đường bát chánh đạo đó thì mình gọi là ngoại đạo. Và những người tu đó họ cũng là những người du sĩ, nghĩa là họ đi đây đó để họ sống cũng với cái vật thực mà người ta cho. Thì khi mình hiểu cái từ mà Đức Phật này dùng để nói cho cái người ngoại đạo đó, là mình hiểu rằng những cái vị đó cũng sống là cái đời sống tu, nhưng mà tu ngoài cái con đường mà Đức Phật này giác ngộ. Và cái con đường đó thì chúng ta đã biết rồi, khi mà Đức Phật ngày với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh, và ngài cũng biết được cái khuynh hướng của chúng sanh đó như thế nào, nên khi mà ngài gặp một cái người du sĩ hay một người Bà La Môn nào đó, và ngài biết được cái người đó có thể tu theo chánh đạo, khi mà được ngài thuyết giảng về cái con đường đạo lộ, thì họ sẽ có duyên, họ có duyên để họ tỉnh tâm, để họ quan sát và họ đã thấy đúng sự thật. Thì mình thấy trong cái bài kinh 40 đại pháp đó, thì Đức Phật tuyên bố rằng trong cái 40 đại pháp đó, được Đức Phật ngài nói trong Trung Bộ Kinh đó, và ngài nói rằng không có một Sa Môn Bà La Môn nào mà có thể bác bỏ cái bát chánh đạo, nó xoay quanh từ chánh kiến cho đến chánh tư duy. Những cái pháp đó được Đức Phật ngày thuyết giảng, và ngày tuyên bố rằng nếu mà người nào mà không tu theo cái con đường chánh đạo đó thì phải tu theo con đường tà đạo. Và khi tu con đường tà đạo đó thì tất cả mọi người biết rằng người đó đã tu trong con đường tà đạo. Chính vì điểm đó, đó nên khi mình nói đến chánh đạo đó, thì chúng ta biết rằng bát chánh đó, mình nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh trí và chánh giải thoát. Mình nói là 10 chánh đó, nhưng mà thật sự thường chúng ta nghe trong bát chánh đạo chỉ có 8 chánh thôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu chánh kiến đó, nó đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, thì nó thuộc về chánh trí và chánh giải thoát. Vì bát chánh đạo mà cái chánh kiến đó nó đưa đến cái sự chọc thủng được vô minh, mà nó hợp trong cái tâm đạo đó, thì nó trở thành chánh giải thoát, chánh giải thoát, chánh trí và chánh giải thoát, là cái trí của bậc thánh sanh khởi và cái sự giải thoát sanh khởi. Như vậy thì khi mà chúng ta biết rằng Đức Phật đó, ngài nói rằng mình có lòng tin với Đức Phật là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thường sự điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật đó, lòng tin với chánh pháp, thì chính Đức Phật ngài nói rằng Đức Phật đó, là ngài đã hiểu được cái chánh pháp đó, ngài đã giác ngộ chánh pháp, ngài tuyên thuyết và ngài trình bày cái chánh pháp đó để thực hành để cái đạo lộ giác ngộ giải thoát. Nên khi mà Đức Phật nói rằng có lòng tin với Đức Phật đó, là tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Như vậy thì tin pháp đó, là tin cái con đường bát chánh. Và khi một cái người mà họ cũng sống, họ cũng tu, họ cũng đi du sĩ, họ cũng đi, mình từng thường mình dùng những từ là du tăng, là những cái vị đó không ở chỗ nào mà đi từ chỗ này tới kia. Vì chữ tăng đó, mình gọi là một cái vị tu sĩ theo cái truyền thống của Phật giáo. Mình gọi là du tăng. Còn những cái vị mà ngoài cái vị du tăng đến những cái người du sĩ á, thì họ mình dùng từ du sĩ là họ cũng đi đây đó. Nhưng mà ngoại đạo thì chúng ta hiểu đạo là con đường, mà ngoại là cái người đó tu ngoài cái con đường mà Đức Phật ngài đã giác ngộ.
Chúng ta hiểu vậy. Thì như vậy nên trong cái bản kinh mà dịch thì chúng ta cũng biết rằng từ cái lời dạy giác ngộ của Đức Phật, từ cái lời dạy giác ngộ của Đức Phật mà Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài với tâm, Ngài biết được tâm chúng sanh, với cái tuệ Ngài biết được cái con đường mà họ tu tập đó là con đường chánh, con đường tà, Đức Phật Ngài biết được. Và khi Ngài biết được như vậy đó thì Ngài tuyên bố lên con đường chánh, con đường tà. Và cái người mà họ có duyên đó thì họ nghe và họ sẽ tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ được, thấy rằng họ tu sai. Mình thấy như là ngu hành giả, cẩu hành giả là hai cái người mà tu hành con chó và con bò đó. Những người này tu lâu nhưng mà khi gặp Đức Phật thì Đức Phật giảng thuyết và những người này họ quá biết họ lầm lạc. Thì khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng rồi đó, những cái người có duyên đó, mình gọi là những người có duyên đó, là họ đưa ra lời dạy của Đức Phật. Với cái duyên tập nghe và từng lãnh hội rồi, vì họ hội và họ thấu triệt được cái sự thật. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó thì xin chia sẻ như vậy, không biết có cái ý tỏ hay không. Nếu cái gì thì chưa có nói hết thì con sao phục cái trường không đăng. Ở thuyết Phật tử, cái chữ này chúng ta nên lưu ý. Thật ra cái chữ Paripachaka đó, chúng ta dịch là tu sĩ du phương. Tu sĩ du phương tức là những vị sa môn, những vị tu sĩ sống rải đây mai đó, sống không ở nhà đó. Thì cái chữ này đó, là chỉ chung cho tất cả các vị tu sĩ Phật giáo hay là không phải Phật giáo. Thật ra đúng là trong cái bản dịch này thì chúng ta dịch là các vị tu sĩ du phương hơn là chữ tu sĩ du sĩ ngoại đạo. Tại vì nói như vậy thì thật ra những người Bà La Môn đâu phải là trong Phật giáo đâu, mà ngoại đạo chứ không ngoại đạo. Chúng ta phải cẩn thận về điểm này. Bây giờ thì xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Tân, không biết Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ cho đọc có vài lời chia sẻ trong câu thơ số 2. Thượng tọa Pháp Tân nghe được không? Dạ. Thì học sinh, chúng ta có một cái đoạn kinh sau đây đó là những sa môn Bà La Môn nào đối với sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, sở hành, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Những sa môn Bà La Môn như vậy không đáng cung kính, tôn trọng, đánh lễ. Cái chữ không thăng bằng á, không thăng bằng đây có nghĩa thế nào? Xin Thượng tọa Hoan Hỷ giải thích về điểm này cho thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng và Phật Đăng. Thật kính là Đức Tệ Tri, Sư Duy Thông cùng Chư Tăng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây con nghĩ rằng với một cái người phàm phu thì cái tiền ảo nó luôn luôn tiềm ẩn. Một khi mà các căn mà tiếp xúc với các trần thì tiền não dễ dàng sanh khởi. Dễ dàng sanh khởi. Tham sân si sanh khởi. Thì chúng ta cũng biết đó là với một cái người phàm phu thì ở đây có thể nói chỉ chung là cái người không có tu tập hay là những người có tu tập. Những người mà không có tu tập thì khi mà đối với cảnh thì nó dễ dàng phiền não qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi hay hoặc là tâm mình suy nghĩ đó, thì cái tham sân si nó dễ dàng sanh khởi. Với một người có tu tập thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái việc tu tập của mình là đang cái việc trao dồi. Thì theo con nghĩ là cái chuyện mà nói rằng thăng bằng hay là không thăng bằng thì với cái suy nghĩ hiểu biết của con thì ở đây là có nghĩa là có những cái lúc mình tu tập mình nhiếp phục được, thì nó tạm thời nó không có lắng dịu. Ví dụ bây giờ
mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thì mình có tu tập, tức là mình do cái sự kham nhẫn của chính mình, rồi mình do khéo tác ý, mình nhìn những cái hiện tượng nó diễn ra, thì mình khéo tác ý như vậy, hay hoặc là do cái việc tu tập của mình, tức là mình trao dồi với cái tâm chánh niệm, tỉnh giác, nhận thức rõ những cái sự diễn biến của căn cảnh và thức như vậy, thì ít ra đó là mình có cái sự trao dồi, nhìn được cái tâm của mình, và lúc đó đó thì cái tâm của mình nó được nhiếp phục. Nhiếp phục thì phiền não tạm thời, dù là chưa có phải như là những bậc thánh nhân đoạn trừ, nhưng mà với một cái người phàm phu tu tập như vậy thì nó có những cái lúc mà chúng ta nhiếp phục được dễ như cái tâm bất thiện, nó không sanh khởi. Bởi vì như trong kinh Phật dạy rằng khéo như lý tác ý, tức là khéo tác ý ở đây đó là mình nhìn sự vật, nhìn sự việc, nhìn các với cái căn cảnh và tức đối với tâm của mình, thì mình thấy rõ, biết rõ như vậy, thì đó là cái người có tu tập, tạo nên một cái sự, có cái sự nhiếp phục với cái nội tâm, và làm cho cái tâm bất thiện nó tạm thời không sanh khởi. Nhưng mà nếu như một người mà cũng là một cái người tu tập đó, mà con nghĩ rằng là do cái có những lúc mình không có trau dồi được, vì cái lý do có thể là nội tại của chính mình chưa có hoàn toàn được tu tập thu thúc được đó, thì mình những cái lúc mà mình không có điều chế được với cái tâm của mình, không có chế phục nhiếp phục được cái tâm của mình, thì pháp bất thiện cũng có thể sanh khởi. Còn hơn nữa là một cái người mà không có tu tập thì đấu với cảnh, thì con nghĩ rằng cái việc đó dễ dàng, bởi vì người ta không nhận ra được thế nào là tâm bất thiện, cái nào là tâm thiện, rồi người ta cứ cho cái điều đó, đó là hết sức tự nhiên đối với một con người bình thường, cho nên là họ thích thì họ tìm kiếm đến, họ tham truy tìm, còn nếu mà không thích thì họ khó chịu, bực bội, thì phiền não từ đó nó dấy lên. Thì theo con nghĩ rằng là con, theo cái hiểu của con, mặc dù là sớ giải thì sao như con không biết, nhưng mà con riêng con là con nghĩ rằng ở đây đó là với cái từ thăng bằng ở đây, hay hoặc là không thăng bằng ở đây, thì có nghĩa là những cái lúc mà mình nhiếp phục được, có tu tập, thì cái phiền não nó không sanh khởi lên. Còn những cái lúc mà mình không có nhiếp phục, không có tu tập á, thì phiền não cũng tùng vào đó để mà sanh khởi lên, qua cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, hay là tâm mình suy nghĩ, thì con nghĩ là như vậy. Còn đây là cái suy nghĩ của con để con trả lời cái câu hỏi mà thầy gọi về nêu. Có điều chi chưa đủ, chưa đúng thì tỉnh đừng vào bổ túc thêm. Nam mô Bức Thầy. Sao thúc kinh từ đó bắt tinh. Thưa Phật tử, một lần nữa chúng ta trở lại với một trình từ, một cái thành ngữ ở trong tiếng Phạn gọi là Sama Visama. Sama tức là đồng đẳng, bình đẳng, hay là bằng. Visama là không có bình đẳng. Dạ, không bình đẳng. Nhưng mà khi mà hai chữ bình đẳng, không bình đẳng nhập lại đó, thì thật ra nó là một thành ngữ trong tiếng Phạn gọi là khi về khi khác. Dạ, khi về khi khác. Mà nó cũng có nghĩa rất là bất nhất. Dạ, bất nhất nghĩa là cái tâm không ổn định. Dạ, tâm không ổn định. Nhưng mà đúng cái chữ Sama Visama là chúng ta dịch là khi về khi khác. Là khi con người mình nó có phiền não, có lúc mình dễ thương, có lúc mình khó chịu, có lúc mình có vẻ như là mình ôn hòa, có lúc mình giận dữ, vân vân. Thì là cái tâm bất ổn, tâm vô chừng, hay là tâm bất nhất. Bây giờ thì giờ phải giống khi nóng khi lạnh vậy đó, nhưng mà nghĩa là khi về khi khác. Bây giờ chúng ta qua câu thơ số 3 thỉnh
Siêu Nguyên Thông, Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy, Siêu Nguyên Thông quan hỷ trả lời cho cô thượng số 3. Dạ, Siêu Nguyên Thông ở trong Bài La Môn giáo đó, thì người ta hay nói là Phạm Thiên là Thượng Đế, Thượng Đế là Phạm Thiên. Cái này quan trọng lắm. Thượng Đế là Brahman, bởi vì Thượng Đế là đứng hoàn toàn thanh tịnh. Dạ, Thượng Đế là hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh mới là Thượng Đế. Và bởi vì Thượng Đế hoàn toàn thanh tịnh thì Ngài là bậc đáng được thờ cúng, gọi là bậc ứng cúng. Thì cái bậc thanh tịnh là bậc ứng cúng á, cái khái niệm nó có trong Phật pháp không? Xin thỉnh xin Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng khái niệm vị thanh tịnh nên gọi là bậc ứng cúng vốn nổi bật trong Bà La Môn giáo, trong Phật giáo có điểm tương tự như không hay không? Ở đây cái thanh tịnh thì có thể nói là, nếu mà nói thanh tịnh theo nghĩa Phật giáo thì cái người đó, cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì thanh tịnh. Thì nếu thanh tịnh thì thấy là đáng cúng dường. Là bởi vì chúng ta thấy rằng một mình cúng dường, mình bố thí cho thú vật thì 100 phần, bố thí cho một người ác giới là 1000 phần, bố thí cho một người mà có ngũ giới thì cái nhiều hơn, rồi bố thí tỳ kheo, rồi tỳ kheo có giới, vân vân. Thì nếu mà nói thanh tịnh thì con nghĩ rằng cũng là một bậc cúng dường. Chứ nếu mà ở đâu cái cho Bà La Môn nói trong Phật giáo có điểm mà sư phụ có nói là Phạm Thiên là Brahma, mà chứ giờ con Phạm Thiên cách mấy thì cũng là cái gì, mà còn trong cái tam giới là bị sanh tử luân hồi, cho nên cái khái niệm này phải là cái người có học Phật một cách đúng đắn thì mới hiểu rõ những cái danh từ thanh tịnh, rồi Phạm Thiên, rồi Sắc Cá, rồi những vị thánh quả từ Tu Đà Hoàng đến A La Hán. Thì con thấy là cái room Phật pháp của chúng ta là một cái room rất là hữu ích, mà may mắn cho những ai mà có mặt thường xuyên trong room này, dầu không có đọc kỹ mấy nhưng mà chăm chú lắng nghe và tư duy thì đã có một cái sự chuyển hóa trong cái tâm thức của họ. Vì phải nghe hoài thì trong kinh Phật có nói nghe hoài mà do cái người mắt mà mờ mà rửa mắt hoài thì nó cũng sáng. Thành ra vào room này để mà nghe Phật pháp mà tư duy thì sẽ có sự biến đổi trong cái tâm của chúng ta lần lần. Bởi vì một người là phàm nhân như chúng ta đó, là người phàm nhân là do cái phiền não mà chúng ta đã tích lũy từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến bây giờ mà muốn rửa thì không, đâu phải một ngày, một kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp mà sạch đâu. Cho nên là phải nhiều cái thời gian, nhiều kiếp mà vào Phật pháp thì mới thấy được. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 20 A Tăng Tỳ Kiếp. Chỉ một A Tăng Tỳ Kiếp thôi thì là vô số kiếp lượng. Bởi A Tăng Tỳ là một cái từ ngữ trong Phật giáo là nói là không thể đếm nổi. Thì vì vậy cho nên là cái câu này, nếu câu hỏi rằng khái niệm vị thanh tịnh nên gọi là bậc ứng cúng vốn nổi bật trong Bà La Môn giáo, vậy trong Phật giáo có điểm tương tự hay chăng? Thì nếu mà nói chỉ thanh tịnh theo cái nghĩa thanh tịnh của Phật giáo thì con nghĩ rằng Phật giáo cũng cho rằng những người mà từ Tu Đà Hoàng lên đến A La Hán, Tu Đà Hoàng, người nào mà sắc đến Tu Đà Hoàng, tức là Tu Đà Hoàng đạo rồi Tu Đà Hoàng quả, thì trong cái 8 bậc đó thì đều là những người đáng thanh tịnh. Rồi còn lên nữa là Tứ Đà Hàm, A Đà Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật, rồi Thế Tôn là Samma Sambuddho, thì là 14 cái bậc đó mà Phật là cao nhất. Mà Đức Phật và Tăng Chúng, rồi Tỳ Kheo và Tăng Chúng, Tỳ Kheo Đi và Tăng Chúng, mà tất cả những người đó là đáng cúng dường. Đó là 10 cái cách phân biệt cúng dường chúng ta đã học. Vì vậy kính thưa sư phụ, người nào mà có thanh tịnh thân khẩu ý là gì đáng cúng dường cả. Thì do đó có một sự gần nhau, tương tự với nhau giữa Bà La Môn
Phật giáo, nhưng mà còn bên Bà La Môn mà có những người mà bệnh tóc như hồi nãy mình học nói nha, hay là những người mà như Bà La Môn mà họ không được cái thanh tịnh thân khẩu ý như cái bài học bên đây, thì cái người nào mà không có thanh tịnh thì không xứng đáng cúng dường. Thì nó có khác nhau giữa đó. Chừng bên Phật giáo là cái tu bên Phật giáo là phải thanh tịnh thân khẩu ý, rồi samatha gì vipassana, và đó là những con đường mà chúng ta phải đi. Con xin trao ma để cho sư phụ, và con để sư phụ giảng giải thêm những điều con nói chưa tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú xin thưa sư Nguyễn Thông, đại đức Phúc Tính, đại đức Phúc Tính có nghe được không? Nếu đại đức Phúc Tính đang ở trước máy, xin thỉnh đại đức Phúc Tính trả lời cho câu thơ số 4. Đại đức Phúc Tính thì thường á, khi mà chúng ta nói cái phiền não mình nói là tham sân si đối với tiền tài danh lợi vân vân, nhưng mà ở trong những bài kinh mà mình vừa học đó thì lại không nói đến tiền tài danh lợi mà nói đến sắc thinh khí vị xúc pháp và nhãn nghi tri thiệt thân nghĩ. Thì nếu vừa hỏi đại đức Phúc Tính là cách nói như vậy nó có giống chỗ nào, khác chỗ nào đối với cách nói của người thế gian, xin thỉnh đại đức Phật tử. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Lão, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tần, thượng tọa Minh Hạnh, chư tổ tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ở trong cái câu thảo luận số 4 này đó, thì thật sự ra đó, khi mà con thấy thường thường đó, khi mà phân tích ra đó, thì mình có người thì tham danh, có người thì tham lợi về lợi lộc, có người thì tham về tài sản, tiền tài gì đó, vân vân. Thì khi mà mình nói theo cái pháp thế gian đó, mình nói theo pháp thế gian đó, thì mình phải phân tích ra từng cái này từng cái kia đó. Nhưng mà khi mà có khi đó, đối với những người mà có cái trình độ Phật học, có những cái trình độ Phật học, thành ra đó mình nói về tham đối với các sắc, tham sân đối với những cái âm thanh, hoặc là những cái mùi, hoặc là những cái vị vân vân, thì nó sẽ bao gồm hết, nó sẽ bao gồm. Thì bây giờ thí dụ như chúng ta nói về tiền đi, thì bây giờ thì tiền là tại sao mình biết được, quý vị? Do mắt mình thấy. Tài sản cũng vậy, do mắt mình thấy, thành ra nó cũng thuộc về ở trong cảnh sắc. Còn đối với thí dụ như danh, là do ở trong cái ý của mình, mình suy nghĩ lại, thành ra là mình sẽ hình dung ra được là đó, cái địa vị tôi là như vậy đó nha. Tôi là coi như là ít nhiều gì tôi cũng sanh ra trong cái gia đình gia giáo, nho giáo nha. Đó, thành ra đó thì ở trong đó nó cũng là cái danh, hoặc là ví dụ như chúng ta được lợi, được những cái vật gì đó, thì nếu mà đối với mắt của mình thì mình nhìn thì nó thuộc về cảnh sắc, hoặc là người mình, thân mình xúc chạm thì nó thuộc về cảnh xúc. Thì coi như là nếu mà những cái lợi lộc nào mình có, mà thí dụ như mình khi mà mình cầm vô được cái đó, thí dụ như bây giờ người ta trao cho mình cái bằng khen, một cái bằng khen gì đó, thì do tay mình xúc chạm vô, thì cái bằng khen đó thì cũng là cái sự mà mình cầm lên cái bằng khen đó là mình cũng được một cái lợi lộc, mà được một cái lợi lộc. Thì ở đây do mình xúc chạm, mình biết được bằng cái cảm xúc. Thì đối với các pháp thế gian thì phân tích ra như vậy, phân tích ra cái này là tiền, cái này là danh, cái này là địa vị. Nhưng mà khi mà mình gom chung gọn lại thì đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó. Hoặc là thí dụ như mình thấy rằng Đức Phật nói về những cái
những cái pháp quán tưởng, y phục hoặc là vật dụng chú xứ, thì quý vị thấy rằng thường thường, ví dụ như ở trong cái chú xứ đi, mình nói rằng là cái nhà đó đẹp, một cái nhà đó hoặc là một cái villa đó, hoặc là một cái biệt thự đó, nhưng mà ở trong kinh Đức Phật chỉ nói là cái chỗ nằm và chỗ ngồi, vậy thì mình có một cái villa đó hoặc là mình có một cái nhà đó đó để chi, quý vị? Cũng để là nằm với ngồi thôi, chứ mình đâu có leo lên đó, mình đâu có leo trèo lên đó để mà mình chơi ở trên đó đó, mà mình có leo trèo ở trên đó thì cũng là nằm và ngồi ở trên đó thôi đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi Đức Phật dạy cho chúng ta quán tưởng về cái chỗ nằm và chỗ ngồi, hoặc là nói về cái trú xứ, Đức Phật chỉ nói là cái chỗ nằm và chỗ ngồi thôi, thì lúc đó chúng ta phải hiểu ra là nằm ngồi ở đâu, nằm ngồi ở trong cái trú xứ đó. Thì ngày hôm nay là tại sao mà mình tham đắm, tại vì mình có nhiều cái danh từ để mình mô tả. Thí dụ như là một cái nhà đó nó xinh xinh, nó nhỏ nhỏ mà nó xinh xinh, hoặc là một cái biệt thự, hoặc là một cái villa gì đó. Đó, thành ra do ngày hôm nay mình nghe những cái danh từ đó, thành ra mình khởi lên. Nếu mà bây giờ mà mình theo ở trong kinh điển, trong lời của Đức Phật dạy á, thì mình chỉ quán cái chỗ đó là chỗ nằm và chỗ ngồi. Thì chính vì cái này nè mà mình không có bị tham đắm ở trong đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với khi mà mình dùng những cái pháp thế gian để mà mình phân tích ra nó nhiều đó, thì lúc đó đó, một là tham nó khởi lên, hai là sân khởi lên. Mà còn nào mà chúng ta dùng đó là những cái cảnh sắc cảnh thinh đồ này kia đó, thì cái tâm của chúng ta đó nó dễ xả ly hơn, nó dễ xả ly hơn. Bây giờ thí dụ như tất cả những gì mà mình thấy được bằng mắt, dù cho cái đó cái màu sắc hay là cái hình vuông hay hình tròn, mình chỉ gom chung lại là các sắc. Dù cho những cái mùi đó, cái mùi này nó thuộc về cái mùi thơm của bông hoa, cái mùi này nó thuộc về cái mùi thơm của những cái tinh tinh dầu tinh khiết gì đó, hoặc là những cái âm thanh này, cái âm thanh này của tiếng đờn nè, âm thanh này của tiếng trống nè, đó cái âm thanh này là của cái người ca sĩ vân vân, thì mình gom chung lại là cảnh thinh đó. Rồi cảnh tất cả những gì mà mũi mình ngửi được, mình gom chung lại là cảnh khí. Lưỡi mình nếm được những cái gì đó thì mình gom chung lại là cảnh vị. Mình xúc chạm, dù cho đó là mình nằm trên cái niệm hay là mình ngồi trên một cái chiếc ghế nó im ấm đồ này kia vân vân, mình chỉ gom chung lại là cảnh xúc. Rồi ý mình có suy tư suy nghĩ gì đó là cảnh pháp. Thì khi mà mình gom lại những cái cảnh này đó, thì Đức Phật nói là dù thô hay tế, dù tốt hay xấu, dù sai vân vân, thì những cái cảnh này đều nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã. Đó thì mình gom lại như vậy đó. Thì mình còn nếu mà mình cứ phân tích ra cái này là bạc nè, cái này là tiền nè, vân vân. Mình phân tích ra như vậy đó thì coi như cái tâm mình nó khó xả ly hơn. Cũng giống như là đối với cái chỗ, đối với Đức Phật mà dạy mình, cái mình quán tưởng cái chỗ này là cái chỗ nằm và ngồi, thì mình cũng dễ xả ly hơn. Còn nếu mà mình cho rằng là cái nhà này là cái nhà cấp 4 hoặc là nhà cấp 1 gì đó, hoặc là cái này là cái biệt thự đó vân vân, thì cái tâm mình nó dễ tham đắm hơn, quý vị. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng là đối với cái cách dạy của Đức Phật đó, là làm cho chúng ta khi mà chúng ta biết quán như vậy, chúng ta đưa vào cái khung nó hết, đưa tất cả cái đó vào một khung, tất cả cái đó vào một khung, sáu khung như vậy, thì cuối cùng thì chúng ta chỉ kiểm lại thôi, dù thô hay tế, dù xa hay gần, tốt hay xấu vân vân, thì cũng đều bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó chúng ta dễ xả ly hơn. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng là nó có những cái điểm đồng, điểm gì nó khác nhau như vậy đó.
thì dễ có cái sự tu tập, chúng ta sẽ dễ nhận thức ra được cái sự thật hơn. Đó, đây là những cái ý con xin được đóng góp vào cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư. Sao thuộc cái trình đại sư có tính, thưa quý vị, còn vài phút sau cuộc chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử vài điều đó là chúng ta trở lại với một cái khái niệm rất là quen thuộc ở trong đạo Phật, là khi nào mà mình cúng dường mà cái người nhận, thì thưa quý Phật tử, mình cho cúng dường mà ai vui quá, thích quá, nói rằng tôi thích cái này quá đó, thì mình rất là vui. Nhưng mà thật ra quý vị cũng nên biết rằng, nếu mà mình cho ai cái gì thì mình cúng dường cho ai cái gì mà người đó ít có tham đắm, ít có phiền não đó, thì cái phước có rất là nhiều. Bởi vì ở trong kinh có nhiều như vậy, là khi Phật tử cúng dường đến Chư Tăng á, mà Chư Tăng thọ dụng bậc thực có quán tưởng, có quán tưởng khi mà thọ dụng đó, sẽ quán tưởng để cho bớt cái tham chấp đó, thì cái người thí chủ được cái phước rất là nhiều. Hay là như ngày Sư Phụ Tí, khi mà ngài nhận thực phẩm thất thực, ngài hay nhập vào từ bi quán. Từ bi quán là để niệm tâm từ đến những người cho đó, thì cái tâm thanh tịnh đó sẽ tạo cho cái người cúng dường được nhiều phước báo. Thì thật ra trên phương diện phước nhiều phước ít ở đây đó, Đức Phật nói phương diện nhân quả nghiệp báo, chứ ngài không nói trên cái phương diện phê phán của luân lý đạo đức. Chúng ta có thể phê phán thế này thế khác. Có một Phật tử mang cơm đến một ngôi chùa, và ngôi chùa đó Chư Tăng đang hành thiền, thì là các vị chỉ thọ thực, các vị không nói gì hết. Thì sau đó Phật tử có nói với chúng tôi rằng thích khi mà đi chùa cúng dường Chư Tăng á, thì Chư Tăng cho biết rằng ăn có ngon không và có hoan hỷ không. Chứ thấy Chư Tăng bữa nào lên cũng có vẻ im im, không có nói năng gì hết, còn thấy cũng biết mình cúng dường có hợp khẩu vị đó vị không. Chứ vì chúng tôi có giải thích, mà cũng may là sau khi giải thích Phật tử rất là hoan hỷ. Chúng tôi nói rằng trước nhất là ở trong thời gian các vị đang tu tập đó, mình cúng dường rất có phước, và rất có phước. Và thật ra nếu mà với một người khi thọ dụng bậc thực mà người đó không có tham đắm, thì quý vị có phước nhiều hơn là một người có cái tham đắm dính mắc bậc thực. Nhiều khi chúng ta không có thấy rõ điểm này, cuộc sống của chúng ta hiện nay bị vấn đề thế tục quá. Thế tục quá tức là mình hãy suy nghĩ theo cách của người thế gian á. Cái người thế gian ví dụ như đem đến món gì ra ăn mà Chư Tăng khen cái món ăn này ngon quá, làm hay quá, hay là hiếm có quá, vân vân, thì quý vị cũng có phước chứ không phải không có phước. Nhưng mà thật ra bất cứ cái gì mà chúng ta cho mà cái người nhận nó cái tâm càng thanh tịnh, chúng tôi nói cái thanh tịnh là ít, không có tham, không sân, không si được, mà do sự tu tập mà thanh tịnh đó, thì chúng ta có phước, rất có phước, thì chúng ta nên hoan hỷ với điều đó. Và một điểm nữa đó là những khi mà chúng tôi có dịp đi cứu trợ ở bên Miến Điện đó, chúng tôi hồi trước có một trận bão đi vào Miến Điện, và lúc mà chúng tôi với Chư Tăng đi sang bên đó để cứu trợ, thì có việc như vậy là những người Miến Điện họ rất khác với người Ấn Độ. Họ không có giành giật, không có chen lấn. Mà Chư Tăng đến á, mình đi cứu trợ cho họ mà họ lo cơm cho Chư Tăng ăn. Họ đem cái gì còn lại mà tốt nhất cho Chư Tăng ăn. Mặc dù họ rất nghèo, không còn gì hết, nhưng họ đem gì tốt nhất, mình thấy được điều đó. Và khi Chư Tăng đem đồ thực phẩm, họ ngồi rất yên lặng. Mình phát mà như họ đã lại, họ nói, họ đưa lên, họ nói họ đã có rồi. Thì thứ gì lúc chúng tôi có đi với Hòa Thượng Chân Trí á, và tự nhiên chỉ có nói những điểm là
mình thấy họ mình thấy thương quá, nghĩa là mình không thương không được, không thương không được, mình thấy không thương. Thì ở trong cuộc đời này đó, cái người mà biết cho là khó tìm, một người biết nhận là khó tìm, biết nhận khó tìm. Ngay cả ở trong giới tu sĩ Phật giáo đó, nó cũng có trường hợp như vậy, là quý Phật tử thường thích được khen, thích xã giao. Ví dụ như quý vị cúng như một vị thầy nào đó, mà vị thầy đó tán thán công đức, làm cho quý vị hãnh diện, tuyên bố cái này kia đó, thì mình thấy mình sẽ vui sướng sao mà cúng nữa. Hay là quý Phật tử cúng dường cho vị nào mà vị đó liên lạc có vẻ như là rất là hậu hỷ, thì quý vị hoan hỷ. Nhưng mà cúng dường vị nào rồi có những vị họ nhận được, họ không nói gì, thì mình không có vui. Nhưng mà thật ra có đôi khi chúng ta không có nhìn vào chiều sâu đâu. Ví dụ như một vị tu sĩ mà được người ta cúng dường, mà mình đúng cái tư cách vị tu sĩ là mình không tìm cách làm phiền người đó nữa, hay là không tìm cách để người đó cúng thêm nữa. Người đó phát tâm cúng thì mình nhận và mình cũng hoan hỷ. Nhưng mà chúng ta thường không phải như vậy. Chúng ta thích những người nào xã giao nhiều. Ở trong cuộc tu thường là người ta ưa xã giao, thì mình cúng số tiền rồi vị đó cứ liên lạc rồi tán thán công đức, thế này thế kia, mình cảm thấy ấm lòng, mình cảm thấy vui. Thì cái đó nó thuộc về thế gian. Nhưng mà thưa thật với quý Phật tử là mình đọc được kỹ trong kinh đó, cái đối tượng cúng dường mà ít có phiền não, ít có dính mắc thì là rất là nhiều phước. Mà do vậy ở tại các xứ Phật giáo đó, người thường có một cái cách cúng dường không có cá nhân trưởng thí. Ví dụ như tại sao mà Chư Tăng đi khất thực là một hình thức đẹp nhất. Ngày mai này chúng ta học bài kinh rất là đẹp, gọi là kinh khất thực thanh tịnh, thưa quý vị. Thì tại vì khi mà quý vị đến về các quốc gia Phật giáo á, cái người cúng á, không có biết là Chư Tăng đó là vị trụ trì, hay là vị sư nổi tiếng hay không nổi tiếng, hay là vị thiền sư, pháp sư, hay tỳ kheo, sa di, hãy vị nào điên đi ngang rồi mà cúng dường. Mà mình cúng dường xong á, thì người cho không dính mắt với người nhận, người nhận không dính mắt với người cho. Khi mà cúng dường á, thì không có tuyên dương đại thí chủ này, đại thí chủ kia, hay là bị thí chủ khác. Chư Tăng yên tĩnh để nhận thực phẩm, nhận trong sự trang nghiêm. Một cái vật cúng dường đó là một chén cơm hay một cái chuối, Chư Tăng nhận với sự trang trọng. Ở các quốc gia giáo, người Phật cúng dường nên Chư Tăng thường bỏ dép ra, tại vì Chư Tăng đi khất thực cũng bỏ dép ra. Bỏ dép ra là cái tư cách của một người đi khất sĩ, của một người đi khất thực ở trong Phật pháp. Và vì người Phật tử thấy Chư Tăng đi chân không thì cũng bỏ dép ra. Cái hình ảnh nó đẹp. Và chúng ta không biết còn bao lâu nữa trên thế gian này, khi mà trong cái sự tương quan giữa cái người cúng dường và thí chủ, cái người thí chủ và người thọ thí đó, là một cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng, rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Chúng ta thường không thích như vậy, mà chúng ta thích cái gì nó rườm rà, thích cái gì nó phiền não, thích cái gì có tất cả đãi bôi, thích cái gì thù tạc, khen qua khen lại, tán thán đến tán thán lui. Và thời bây giờ đa phần là người ta chạy theo xu hướng, và người ta hay chạy theo những xu hướng đó. Thì thật ra ai làm gì cũng được, mỗi người thì làm, mà chúng ta không phê phán người khác. Nhưng mà ở đây thưa quý vị một điểm là cái người nhận càng thanh tịnh đó, thì cái vị thí chủ càng có phước. Đừng bao giờ nghĩ rằng những cái vị mà thanh tịnh như vậy là những vị quê mùa, những vị đó thiếu trình độ xã giao, hay là vị đó sao thấy có vẻ giống như là bất cần. Không phải vậy. Cái đúng là cái luật mà Đức Phật dạy, dạy cũng như cái tư cách của vị tu sĩ đó, là nhận thực phẩm một cách khiêm tốn và thọ thực với sự quán tưởng chánh niệm. Chúng tôi xin chia sẻ một vài điều với quý Phật tử như vậy trong bài học ngày hôm nay, và xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Gia Đà Ba. Kính trên chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng đại lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bích Thai giá, dạ, con xin điều khuyết cho tri chúng ạ. Sa thú lành thai. Con nhập hình xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyện nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng, các nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành hương quả vị nhân thờ. Ô tu sa văn su văn ca văn ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang. Ô tu sa văn su văn ca văn ca khan Sapadivata sapadhamma rupavena soti ondu nirondaram odu sapar sumangalam rakandu sapadivata sapasangha rupavena soti ondu nirondaram viên công đức đã làm kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.